Hoan hỉ chào đón quý cô bác đến với kênh thông tin tri thức tốt. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong video này, chúng tôi xin chia sẻ về tử vi tuổi Tân Dậu 1981 bao gồm 3 phần. Phần 1 là luận giải tử vi tuổi Tân Dậu 1981 trên các phương diện công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Phần 2 là luận giải tử vi tuổi Tân Dậu 1981 theo từng tháng trong năm. Phần 3 là cách cúng sao giải hạn cho quý bạn tuổi Tân Dậu 1981. Quý bạn tuổi Tân Dậu 1981 nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh, tài lộc của mình thì hãy để lại lá số tử vi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở phía bên dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bạn trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Quý bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để được cập nhật những video hay và hữu ích về tuổi của các bạn. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung chi tiết ngay bây giờ. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ mùng 5 tháng 2 năm 1981 đến 24 tháng 1 năm 1982 dương lịch thuộc tuổi Tân Dậu, cầm tinh con gà. Với thiên can Tân, địa chi Dậu, giải nghĩa chi tiết là long tàng chi kê, gà trong lồng, mệnh mộc, thạch lựu mộc. Về phương diện công việc, sự nghiệp, theo tử vi học, đường quan lộc trong năm nay của quý mệnh chủ tương đối hanh thông và may mắn. Nếu biết cách nắm bắt thời vận thì năm này rất có thể sẽ đạt được nhiều thành công lớn. Người làm kinh doanh chỉ cần tinh nhạy hơn một chút thì sẽ có khả năng đón đầu được nhiều cơ hội làm ăn dát vàng, giúp khía cạnh tài lộc có một năm thật sự bùng nổ. Về phương diện tài chính, tài vận của bản mệnh khởi sắc rõ rệt trong năm mới. Những nỗ lực giờ đây sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương không những có cơ hội được thưởng nóng mà còn có nhân duyên tăng thu nhập từ các cơ hội đầu tư làm ăn mới. Người làm kinh doanh, công việc thuận lợi, doanh thu tăng trưởng không ngừng. Tuy nhiên, trong năm này, quý bạn nên hạn chế cho người khác vay mượn số tiền quá lớn, kẻo khó đòi khiến tiền bạc thất thoát. Ngoài ra, trong quá trình đầu tư kinh doanh thì nên ưu tiên các dự án có rủi ro thấp, có thể thu hồi theo từng giai đoạn. Về phương diện tình duyên gia đạo, trong năm này, quý mệnh chủ nên tránh chuyện bé xé ra to với những mâu thuẫn vụn vặt có thể xảy ra trong gia đạo. Lòng tin là chìa khóa giúp đời sống hôn nhân luôn được thuận hòa, êm ấm và hạnh phúc. Thay vì ôm khư khư tâm tư của bản thân, thì việc nói ra, chủ động sẻ chia sẽ giúp các hiểu lầm nhanh chóng được khai mở, mọi người thêm thấu hiểu, cảm thông và yêu thương lẫn nhau. Về phương diện sức khỏe, vận trình sức khỏe của quý bạn trong năm nay chủ về bình ổn. Quý mệnh chủ chỉ cần cố gắng duy trì lối sống lành mạnh, suy nghĩ lạc quan trong mọi trường hợp. Khi đề kháng được nâng cao, tinh thần được khai mở, thì không những sức khỏe chuyển biến tốt đẹp mà mọi sự cũng trở nên tốt đẹp hơn. Trong năm nay, quý mệnh chủ sẽ cần phải sử dụng vòng cổ nhật quang pháp bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Nhật quang pháp bảo là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Bên trong quả cầu pha lê sẽ được chạm khắc toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ và sự thông tuệ. Khi sử dụng ánh sáng chiếu vào trong quả cầu pha lê, sẽ hiện lên hình ảnh bộ Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng của Đức Phật. Nhật quang pháp bảo giống như một tấm phù cầu bình an may mắn của Đức Phật, luôn luôn bảo vệ cho gia chủ sử dụng. Vật phẩm phong thủy nhật quang pháp bảo được thầy Thuần Phong trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Diễn biến tử vi theo từng tháng trong năm. Tháng 1, mệnh chủ ngập tràn trong hạnh phúc và những điều cát lành. Tháng 2, bản mệnh cần cố gắng dĩ hòa vi quý trong mọi mối quan hệ, tránh can thiệp quá sâu vào vấn đề của người khác. Tháng 3, tập trung phát triển công việc hiện tại sẽ giúp quý bạn nhanh chóng gặt hái được những quả ngọt trong giai đoạn đầu năm. Tháng 4. Công việc thuận lợi, đời sống gia đạo thuận hòa. Bản mệnh cần chú ý phân bổ thời gian nghỉ ngơi hợp lý hơn. Tháng 5. Vốn là người luôn cố gắng chu toàn trong mọi việc, bản mệnh thường có xu hướng ôm đồm mọi thứ. Điều này về lâu về dài thật sự không tốt cho phương diện sức khỏe. Mệnh chủ nên học cách cân bằng và dành thời gian để bản thân được tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi một cách trọn vẹn hơn. Tháng 6. Đề phòng vận hạn hao tài tốn của, lưu ý cất giữ tài sản cẩn thận, hạn chế cho vay mượn, mang theo quá nhiều của cải bên mình khi đi đường. Tháng 7. Mọi sự chuyển biến khá thuận lợi, khả năng cao bản mệnh sẽ đạt được một vài thành tựu nhất định trong mảng kinh doanh. Tháng 8. Nhân duyên giúp quý bạn kết giao được thêm nhiều mối quan hệ mới. Những kết nối này sẽ mang tới cho bản mệnh một vài cơ hội hùn hạp rất đáng để đầu tư. Tháng 9. Nếu đang ấp ủ triển khai bất kỳ dự định nào thì nên thực hiện ngay trong tháng này. Tháng 10. Công việc tháng này có nhiều cơ hội phát triển. Tuy vậy, cũng cần xem xét trước khi chuyển đổi hay ký kết. Tháng 11. Công việc khởi sắc, tài vận viên mãn, sức khỏe dồi dào, gia đạo êm ấm. Tuy nhiên, bạn cần có kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tránh để cho bản thân áp lực quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tháng 12. Bản mệnh tích lũy được một khoản của cải không nhỏ sau những năm tháng nỗ lực. Năm nay, quý bạn gặp sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao thủy diệu hay còn gọi là thủy đức tinh quân, là vị thần trông coi sao thủy. Sao thủy diệu còn gọi là sao phúc lộc hay sao thủy. Chủ về gặp đại nhân, đi xa có của, gia đình thêm nhân khẩu, có thể là cưới gả hay sinh con. Sao thủy diệu là sao phúc lộc nhưng lại là sao xấu đối với nữ. Năm nào quý bạn nữ mạng gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì năm đó gặp bất lợi, gặp hạn sông nước. Giống như sao thổ tú, những người bị sao này chiếu mạng thường kỵ tháng 4 và tháng 8. Cho nên có sách viết thổ tú thủy diệu tứ bát ai. Nhưng xét cho kỹ, người bị sao thủy diệu có kiết, có hung. Sao thủy diệu hợp nhất với những người thuộc mệnh kim và mộc. Thủy diệu thường mang tới những điều may mắn và bất ngờ trong làm ăn, buôn bán cho gia chủ. Phụ nữ mang thai mà được sao này chiếu mạng thì sẽ được bình an và gặp nhiều điều tốt. Sao thủy diệu thuộc hành thủy theo quan niệm ngũ hành, do vậy rất hợp với những người mệnh thủy và mệnh kim. Với người mệnh hỏa và mệnh thổ thì phần may mắn sẽ giảm đi một chút, trong năm có gặp một số trở ngại. Quý bạn cũng không cần quá lo lắng vì thủy diệu bản chất vẫn là sao tốt. Mệnh chủ chỉ cần biết cách hóa giải, tất mọi sự sẽ thành, mọi khó khăn dễ dàng giải quyết. Cách thức cúng dâng sao thủy diệu. Mỗi tháng vào ngày 21 âm lịch, đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 7 cây đèn cầy cùng hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, khấn vái quay mặt về hướng chánh Bắc. Bắc phương nhâm quý thủy đức tinh quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Trên bàn đặt một tờ giấy màu đỏ ghi tên tinh tú tọa bản mệnh, Bắc phương nhân quý thủy đức tinh quân. Dùng một cây diều chặn phía trên. Lấy vải đỏ che kín bùa và diều rồi đặt đằng sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó mặt hướng về phía chính Bắc, tĩnh tọa trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ. Qua 23 giờ, đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn tán tận. Gia chủ gặp hạn tán tận, dễ hao tài ngộ trúng. Nếu đi đường mà mang theo nhiều tiền hoặc đồ trang sức, dễ bị cướp giật và nguy hiểm đến tính mạng. Quý bạn chớ nên góp vốn làm ăn hay khai thác lâm sản, ắt bị tai nạn lâm nguy. Cách hóa giải hạn tán tận. Hạn tán tận là một trong 8 hạn của con người. Cách giải hạn tán tận thường căn cứ vào bản chất và những tình huống có thể xảy ra để có các giải pháp đề phòng. Thứ nhất, trong những nghiên cứu về cách giải hạn tán tận, một trong những vấn đề được đề cập đến là tuyệt đối không nên mang theo tài sản, đồ đạc hay trang sức có giá trị lớn khi đi vào ban đêm, đi du lịch nhằm đề phòng trộm cướp. Việc này còn đảm bảo sự an toàn cho bạn và gia đình. Thứ hai, trong công việc làm ăn, Bạn nên tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng mọi vấn đề có thể xảy ra trước khi quyết định đầu tư kinh doanh. Tránh chung vốn làm ăn quy mô lớn để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ hoặc bị lừa đảo kinh tế. Thứ ba, nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động bằng cách luôn chấp hành nội quy an toàn lao động. Sử dụng đồ bảo hộ lao động cũng là cách giải hạn tán tận. Thứ tư, tuyệt đối không được uống rượu bia trước khi tham gia giao thông hay trước khi thực hiện những công việc liên quan đến xây dựng, vận hành máy móc, thiết bị nguy hiểm. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn tán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa nắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật, trúng gió. Thứ sáu, những người gặp hạn này nên tu nhân, tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Ngoài những cách giải hạn tán tận kể trên, thì việc siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật, cầu bình an khỏe mạnh cũng là cách giải hạn tán tận rất được chú trọng. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì, bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn.